đã quay lại với channel của mình. Mình là Gác Nguyễn Channel đây. Cái chó đèn xe của mình á, cái đèn trước á, thì mình chạy á lâu ngày có thể va chạm hoặc là cái gì đó nó sẽ chảy xước. Mình đang nói là chá đèn zin nha. Chá đèn zin có nghĩa là chá đèn Wanfa Sirius rồi đó. Chá đèn zin mới được nha, còn chá Trung Quốc thì mình không thể nào mà khắc phục được nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là khắc phục những cái vết chạy ở trên cái chó đèn xe rin nha, rin như quen pha đâu đó, chứ Trung Quốc thì không có áp dụng được nha các bạn. Trung Quốc thì nó bị gì thì dục bỏ đi chứ đừng có làm mất công lắm. Nè các bạn thấy những cái vết chạy xước này không, thấy không, là mình sẽ làm cho nó hết đó, mình sẽ làm cho nó hết bằng thủ công nha. Còn nếu mà nó chạy nhiều quá, nó ăn phạm sâu vào ở trong cái kiến của chó quá thì các bạn phải thay cái này, thay cái miếng kiến trước này zin nha. Còn không mấy là đi lên chỗ những cái tiệm nó chuyên làm về cái này á, cho nó làm lại, nó làm sao đó cho nó bình thường lại. Còn cái này mình chỉ cho các bạn là khắc phục tại nhà, khắc phục tại nhà của các bạn nha, áp dụng cho chá đèn zin nha. Còn chá đèn lô Trung Quốc thì không nên áp dụng nha các bạn, tại vì những cái đó là mình làm nó không có lên đâu. Rồi để khắc phục cái tình trạng những vết xước này á, thì mình cần là một hộp bát, hộp đánh bát xe, hộp cà na đó, mua ngoài mấy chỗ tiệm điện hoặc này kia đó ha, với một cái lưỡi lam, lưỡi lam nè, thấy không. Rồi bây giờ không đợi cho các bạn đợi lâu nữa, mình sẽ hướng dẫn các bạn khắc phục nha. Rồi để khắc phục cái này á, khắc phục cái này thì trước tiên mình sẽ dùng cái lưỡi lam nè, mình cạo ra, mình cạo mấy cái vết này ra nha. Để mình cạo cho các bạn xem, ở trên đây thì nó chạy ở phía đây, bạn thấy những vết xước nhẹ không, thấy không? Chỗ nào xước nhẹ nhẹ như thế này mình sẽ làm nha. Nè, thấy cái lưỡi lam không? Giờ mình sẽ làm. Cạo cho nó ra luôn nha các bạn, không sao đâu, các bạn đừng sợ. Mình xin nhắc lại là mình áp dụng cho những chá đèn zin nha, còn những chá đèn lô quay tàu nữa là không áp dụng được nha các bạn nha. Và những vết xước mà nó nhẹ thôi, mình cạo ra như thế này, cạo chừng nào mà thấy cái vết xước nó lặn đi á, mà nó lên đều cái lưỡi lam chỗ cái vết mình cạo á, thì mình sẽ quấn bát lại, lấy cà na mình quấn bát lại. Cái chó đèn hiện tại là cái chó đèn zin của thằng quay Alpha đầy đầu. Thì mình chắc mình làm xong mình sẽ gắn vào chiếc quay của mình đang chạy. Nó cạo chừng nào mà cái những cái dấu mà của vết xước cũ á nó mất đi hết. Ha, mất đi hết rồi mình sẽ quấn bát lên. Tiếp tục cạo hoài vậy thôi. Cạo nào mình xem những vết xước nãy mình thấy đó mất hết. Đó. Ở đây có nè. À, nó lên như thế nè các bạn thấy không? Nó ố lên giống như ố nè các bạn dòm ngang thấy không? Nhưng không sao, nhưng hồi mà quýnh bát nó sẽ láng lại hết luôn, sáng trưng luôn. Quá trời tuyệt vời luôn. Những chỗ nào chày mình sẽ cạo ra hết. Đó, coi lại coi những vết chày như thế nào. À, chỗ này còn xước sâu nè các bạn thấy không? Giờ mình sẽ cạo chỗ này. Cạo sâu cho nó, cạo sâu cho nó hết với vết xước thì thôi. Nè nó ra nè thấy không? Ra trơn. Chỗ nào chày thì mình sẽ cạo hết nè, chỗ này nè. Chỗ này là chày nặng nè các bạn thấy không? Thấy không? Quá nặng. Cứ cạo mà cái vết chày á, mình đụng tay vô mà thấy nó không còn cái sần lên á, mình cảm giác mình biết đó, thì mình quýnh bát lại. À,
Rồi ở đây cũng có tí xước nè các bạn. Đó. Rồi, mình cạo đã cạo xong các bạn thấy nó bị ố nè, các bạn thấy ố không? Nhưng không sao hết trơn á. Rồi gờ nhẹ vô, các bạn chậm nhẹ vô các bạn thấy phẳng là được. Ha, phẳng hết. Những vết xước hồi nãy thì nó sẽ gù lên. Còn như bây giờ mình cạo xong thì nó đã phẳng lại nè các bạn thấy không? Rồi sau đó mình sẽ lau sạch ba cái ba vớ đi. Rồi, các bạn thấy nha. Thấy nó ố nè, thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ quét bát lên. Mình lấy cái ba cái cà na bát á chét lên. Đó. Chét lên cái chỗ những cái vết những này nãy giờ mình cạo đó. À, chét lên đây. Rồi, các bạn chét lên đây để cho cái ba cái cà na, ba cái bát này nó khô lại. Sau khi khô lại thì chúng ta sẽ lấy một cái miếng vải như thế này, miếng vải nào mà nó bám nó hút nước này kia đó. Các bạn sẽ đánh lên. Rồi cái này mình đợi cho nó khô thì khô một tí rồi mình sẽ cho nó thấm vô á, nói chung là vậy đó. Rồi mình sẽ quấn bát lên nha các bạn. Rồi. Rồi, sau khi nó đã khô như thế này các bạn thấy không? Gờ tay vô nè. Nó khô như thế này rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái này, cái nồi lau như thế này để mình quấn bát lên nha. Quấn thiệt là mạnh tay nha các bạn. Thì phải kiếm cái nồi lau nào sạch sẽ nha các bạn, thấm nước nè. Cái nồi lau này, cái áo này nè là nó có cái vải nó sần sần á, là nó thấm dữ lắm. Rồi giờ mình sẽ quýnh nha. Mình sẽ chà. Chà mạnh tay lên nha các bạn. Chà mà mình cảm giác được cái ngón tay của mình á là nó nóng á là sẽ tốt. Rồi chà. Mình cứ chà như thế này. Khi nào mà cái những cái vết mình cạo nãy giờ là nó sẽ sáng như những chỗ khác, nó sáng là nó mất cái đi vết ố á, ố chỗ mình cạo là được nha các bạn. Rồi cứ tiếp tục chà hoài vậy thôi, chà nào sáng thôi. Nhớ là cái nồi lau mà để mình chà bát như thế này phải sạch sẽ nha các bạn. Mình cảm giác là cái ngón tay của mình nó nóng rồi đó, nó nóng lên. À. Các bạn thấy nó sáng lên thấy không? Đó, những vết xước hồi nãy đó các bạn thấy đó nè, cho coi lại nè, là mất tiêu hết trơn phải không? Nhưng giờ mình sẽ quét bát lên, mình sẽ thêm bát, thêm ba cái cà na hồi nãy, cái hộp cà na hồi nãy đó. Chét lên mình đánh thêm một chút xíu nữa. Đánh thêm khoảng 2 phút gì nữa là cái dấu những chạy xước chỗ hồi nãy đó là sẽ hết hoàn toàn. Và sáng cái chó đèn sẽ sáng lên nha các bạn. Rồi công đoạn này á, thì mình khỏi cần để nó cho nó khô, tại vì cái công đoạn khô nãy là cái công đoạn tẩy. Rồi giờ mình sẽ đánh nè. Mình sẽ đánh ba cái cà na ướt này luôn. Đánh mạnh tay vào nha các bạn. Mạnh tay chừng nào thì tốt chừng đó. Cái ngón tay mình cảm giác được là nó nóng lên luôn á. Đánh mạnh tay lên. Cái khắc phục này là mình chỉ dành cho những cái chó đàn riêng nha, chó đàn của xe hãng nha. Còn xe Trung Quốc thì các bạn không nên áp dụng nha. Các bạn mà chạy xe Trung Quốc áp dụng là dục luôn cái chó đàn. Mua cái kiến lại. Đánh mạnh tay lên. Rồi sẵn này đánh xung quanh luôn cho nó sáng, cho nó ra cái bụi này kia luôn. Rồi mình sẽ lấy bát mình chét vô, mình đánh thêm một lần nữa là được nha các bạn. Ngón tay mình nóng hổi luôn á. Đó. Cái hộp cà na này mình để khoảng 1 tháng rồi, bởi vì nó hơi ra nước rồi. Rồi cái công đoạn này là công đoạn cuối cùng, công đoạn làm bóng hết giá đèn nha.
Rồi tiếp tục. Những vết xước hồi nãy là nó ra hết rồi đó các bạn. Cái chá đèn mình nó đã sáng lên. Mệt thiệt. Đánh cái này là đuối. Phải mạnh tay. Mạnh tay phải liên tục. Đó. Cứ làm hoài đi. Mạnh tay thiệt là mạnh tay luôn. Cái ghế bàn nó rung kinh luôn. Rồi mình đã cảm giác là xong rồi. Sáng chân rồi. Giờ lật ngược cái nồi lau để đánh cho nó bóng lại. Là chùi bình thường đó. Rồi. Như thế là đã xong nha các bạn. Này, cho bạn xem hồi nãy chỗ này có vết chày xước nè các bạn thấy không? Đó, có vết chày xước mà bây giờ mình đã làm cho nó sáng chung quanh hết. Sáng những chỗ khác hết trơn nè các bạn thấy không? Là nó hết trơn vết xước rồi. Chạm tay vô là láng bóc luôn, trời quá trời sáng luôn. Chỗ này là hồi nãy nặng phải không? Hồi nãy các bạn thấy nặng đó. Giờ cũng hết nè các bạn thấy không? Vết chày là không còn nữa. Nè, thấy không? Rồi. Rồi. Vậy là mình có thể làm chá đèn của mình mệt quá trời ơi. Làm cái chó đèn trước xe của mình ở nhà là cho nó bóng lại và những vết xước chày này kia đó là mình đã làm hết. Sáng bình thường nha các bạn, thấy không? Ví dụ như cái lưỡi bào này lấy gạch vô thì nó có lằn thì làm sao hết, bình thường rửa làm sao hết, chỉ có mình làm theo cách nãy giờ mình làm là sẽ hết nha các bạn. Rồi mình hướng dẫn cho các bạn là làm tại nhà nha, chỉ áp dụng cho xe zin nha, còn những xe Trung Quốc thì không nên áp dụng nha các bạn. Xe Trung Quốc các bạn áp dụng là nó sẽ hư luôn, tại cái chó đèn nó không có tốt như chó đèn zin. Rồi hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn là làm cách nào để cho cái chó đèn xe kiến của mình nó hết chày và nó sáng bóng bình thường. Để bạn xem kênh mình thấy hay, hãy like, subscribe và chia sẻ để cho kênh mình mau phát triển hơn các bạn. Tạm biệt các bạn.